À, dạ xin phép kính chào chị ạ. Kính chào chị, hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2024. Em tên là Định ở Kon Tum. Số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Kính thưa chị, hôm nay thì bên em cũng có một số các loại phong lan của khu vực rừng Kon Tum. Thì em cũng xin phép làm cái video để giới thiệu đến con chị. Thì hôm nay anh em họ đi rừng về có các loại như sau anh chị. Này là kim trung, các cái tên gọi khác như là hồng hoàng lưỡi hổ, hồng hoàng con tum, trần mộng con tum anh chị. Tuy nhiên cái tên khoa học của nó là tên kim trung, hay gọi hay tên Latin của nó là Cymbidium scorori đấy anh chị. Con chị cứ tra theo cái tên kim trung mà nó sẽ khác nó ra thôi. Hay con chị vô cái trang holandvietnam.org, con chị gõ cái kim trung hoặc cái dòng phi Cymbidium là nó sẽ ra cái dòng này anh chị. Cái dòng này một trong những dòng đặc hữu của Việt Nam mình, của con tum mình anh chị. Thì bên em cũng đợi cái giá tầm 50.000 phần kia anh chị, 5, 6, 7, 10 phần này là lớn nhất 100.000 đây. Hôm nay anh em mà đem về nó cũng ít là con chị sưu tâm. Các loại khác như là cái cẩm cù này, cẩm cù thì bên em chia ra hai phần, mỗi phần 50.000, một phần 50.000 của chị về trồng số lượng được nhiều lắm anh chị. Các phần kiều cánh tua hay gọi là thủy tiên tua anh chị, thì xíu là bên em sẽ đợi cái hình đại diện ở ngoài bìa của cái video để con chị tham khảo. Cái hạt vị của tu mơ rong anh chị, hạt vị thì chắc có lẽ là cô chị sưu tầm những cái vùng miền khác nhiều rồi, hàng Lào cũng nhiều của anh chị. Tuy nhiên thì cái dòng này thì nó biến thiên hoa, nó cũng giống như cái giá hạt và anh chị, thì có thể là cô chị sưu tầm cái hàng tu mơ rong rồi cô chị sưu tầm cái hạt vị này, dòng này rất là dở trồng luôn. Hôm nay thì các phần bên em bán lại là cái thanh đạm ba gân anh chị, và cái len giả này, và một số cái chậu hàng bên em vườn nhà em bên em cũng ngoài bán chưa được, thì hôm nay bên em sẽ giảm giá xuống tí để bên em giới thiệu lại anh chị. Thì con chị liên hệ đặt hàng có thể gọi trực tiếp đến bên em đầu số là 0973 821 799, và nhắn tin thì gọi qua Zalo số tổng vừa đọc. Thì các mức giá bên em bán thì chưa bao gồm cái phí ship vận chuyển, bên em sẽ đồng giá 30.000 cho tất cả đánh hàng. Thì hàng đến của chị kiểm tra hàng và thanh toán anh chị. Thì lên giá này, lên giá hôm qua hai phần, bên em bán một phần 30.000. Hôm nay bên em sẽ gom lại bán hết tầng này 40.000 anh chị. Này bên em bán cũng 3-4 ngày là nó chưa hết được anh chị. Đây cái lên giá thì một phần 40.000. Cái là cái thanh đạm ba gân, dạng là ba gân thì cái hình thức nó như thế này anh chị. Hôm qua thì bên em bán 45.000, hôm nay sẽ giảm xuống 40.000 phần thế này anh chị. Một phần thế này của chị có thể chia ra hai chậu cũng được, hai chậu hoặc là một chậu lớn cũng được anh chị. Một phần 40.000 anh chị. Đây phần vừa rồi số 1, phần số 2 này bên em cũng bán với giá 40.000. Phần số 2 là anh chị này, hai phần thanh đạm ba gân, mỗi phần 40.000. Tiếp theo cái kỳ quần tua, quần tua phần số 1 bên em bán với giá 40.000 chị, 40.000. Đây phần này em xin giới thiệu từng giờ để xem. Một dê này, số 2 là trụi lá chị, 2 dê này, 3 dê này, và 4 dê, 5 dê này, 6 dê này anh chị, và 7 ạ, 8 dê này, 9 dê, 10, 11, 12 dê, 13 này, 14 dê này, dạ 15 ạ, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 giây anh chị. Phần này bên em bán giá 40.000, kiều quần tua. Kiều quần tua phần số 2. Số 2 thì với giá 70.000. Số 2 này anh chị. Phần này còn có 1 giây này. Giờ số 2 này. Giờ số 3 này anh chị. Giờ số 4 này. Giờ số 5 này. Giờ số 6 này. Giờ số 7 này. Giờ số 8 này. Giờ số 9. 9 giờ này bên em bán giá 70.000. Kiều quần tua phần số 2. Một phần thế này khá là nhiều xâm xuê, tình trạng hàng tươi anh chị. Kiều quần tua phần số 3. Phần này gồm có 1 giờ này. Giờ số 2 này anh chị. Giờ số 3 này. Giờ số 4 này. Giờ số 5 này. Giờ số 6 này. 7 giờ. 7 giờ này bên em bán giá 60.000. Phần số 3 là 60.000 anh chị. Kiều quần tua phần số 4. Số 4 này 50.000. Còn 1 dê này, 2 dê này 50.000 anh chị. Kiều quần tua phần số 4. Kiều quần tua phần số 5.
Với 50 với giá 80.000. Rồi một phần này gồm có 1 dề này. Đó, 1 dề giờ số 2. À, giờ số 3 đó anh chị. À, giờ số 4. Và giờ số 5. 5 dề này, 5, 6 dề gì đó anh chị. Bên này bán với giá là 80.000. Còn số 5. À, cái hạt vĩ của vùng Tô Mơ Rông. À, anh em họ đi khai thác, nói chung là anh em họ đi mùa này người ta đi gặt lúa rẫy anh chị. À, thì tranh người ta tranh thú, người ta đi hái hoa lan thôi anh chị. À, thì người ta ngủ mấy đêm mới về anh chị. Thành ra cái cây nó, tình trạng cây nó không được tươi. À, thì phần này bên đây bán 50.000 này, cái hạt vĩ của Tô Mơ Rông. À, cái dòng hạt vĩ thì nó rất là dở trong rồi. Bằng 50.000 hạt vĩ số 1 anh chị. Dạ, hạt vĩ phong số 2. À, số 2 thì với giá là 50.000 luôn. Số 2 đây. Số lượng nhiều lắm. Dạ, có thể ghép luôn một chậu lớn luôn. À, phong số 2 50.000. Hạt vĩ phong số 3 này. Số 3 thì bên em bán có giá 50.000 anh chị. À, số 3 này. À, số 3 là 50.000. À, dạ, phong số 4 cũng với giá 50.000 luôn. À, 4 phần mỗi phần 50.000. Hạt vĩ phong số 4 anh chị. Số 4 với giá 50.000. Thế đó là cái kim trung, cái kim trung hay gọi là trần mộng con tâm á. Thì dòng này nó hoa, hiện tại nó đang nụ hoa anh chị. Thì hoa rất bền luôn. Và cái dòng này hoa đẹp lắm ha. Thì bên em cũng chia sẻ với anh chị là cái dòng này kiếm lá mỏng anh chị. Thì vận chuyển đi xa thì nó sẽ vàng lá và héo lá, úa lá chị. Hoặc anh chị trong một thời gian nó sẽ úa lá. Thì thông thường người ta bán thì người ta cắt cái lá đi anh chị, bởi vì nó rất là dở vàng lá. Thì bên đây cũng chia sẻ con chị để con chị cân nhắc trước khi đặt anh chị, cho đến nơi thì con chị nói cái vàng thì nó cũng khó chịu đối với con chị. Thì cái kim trung này phần số 1 bên em bán với giá là 50.000. Phần này gồm 1 dề này. À, giờ số 2 đây anh chị. À, giờ số 3 này. À, giờ số 4. À, giờ số 5 này. À, giờ số 6 này. À, giờ số 7 đây anh chị, giờ số 8 này, 9 giờ này, 10 giờ, 11 giờ, giờ 12 ạ, 13 này, 14 này, 15 giờ anh chị, giờ 16 này, 17 giờ, 18 giờ, 17, 18 giờ thế này, bán 50.000 anh chị. Cái kiếm trung phần số 2 với giá là 60.000, phần này gồm có 1 giờ này, giờ số 2, giờ số 3, giờ số 4, 5 dê và 6 dê. 6 dê này bạn bán 60.000. Cái kiếm trung phần số 3 thì với giá 70.000. Số 3 này giá 70.000 chị. Phần này gồm có 1 dê này. À, giờ số 2 này. À, giờ số 3 anh chị. À, giờ số 4. À, 5 dê này và 6 dê này. 6 dê này bạn bán với giá 70.000. À, cái kiếm trung phần số 4 phần này 100.000. Số 4 100.000 chị, gồm có 1 dê này. Giờ số 2 và giờ số 3, 3 giờ này 100.000, kiếm trung bằng số 4. À, tiếp theo là cái cắm cu. À, cắm cu này, cái dòng này dở trong cực kỳ luôn. Thì mỗi phần số lượng rất là nhiều thế này, bên này bán 50.000 chị. À, cắm cu số 1, cắm cu số 2 này, bên này cũng có giá 50.000. Một phần thế này con chị ghép một chậu lớn luôn anh chị. À, tiếp theo là cũng 50.000, tiếp theo là cái gói combo. Cái combo này bên em bán với giá 70.000. Đầu tiên là một cái dề miệng kính anh chị. À, miệng kính cái dòng này hoa nó phân nhánh đẹp lắm. À, một cái miệng kính. Tiếp đến là cái thanh đạm cỏ. Đạm cỏ. Người ta xếp vào cái thanh đạm cỏ này dòng hoa nó tết anh chị. Đây, 2 dề thanh đạm cỏ. 3 dề thanh đạm cỏ trong được chậu đó anh chị. Đây. Thanh đạm cỏ. Tiếp đến là cái thanh đạm vôi này cũng trong được dề này anh chị, trong được một chậu này. À, 2 dê, 1 dê này, 2 dê này. Và một số cái dê nhỏ là cái dòng kiều, cái này kiều ca mở ga này chị, kiều thăng vuông này. À, kiều vuông chứ không phải kiều ca này. À, kiều vuông. À, kiều vuông này chị này. À, cái ít cái kim được xuân. Cái ngọc thạch. Như 1 dê ngọc thạch này, lá vàng đấy. À, thì công ba này bạn bán với giá 70.000. À, tiếp theo là các cái phần quế này. À, quế tháng 8. À, qua tháng 8 thì đây, chậu số 1 bên em bán giá 220.000. Hôm qua thì có người đặt rồi anh chị. Tuy nhiên thì cũng
lý do trục trặc về cái câu chuyện gửi hàng anh chị, thì bạn bên em cũng chưa gửi được, thì hôm nay bên em giới thiệu lại. Cái dề quế tháng 8 phần số 1 này, bên em bán giá 220.000. Cái quế này là cái nguồn gốc của con tâm đó anh chị. Bên em anh em họ lấy về, như hôm qua bên em chia sẻ là họ lấy về ít quá, bên em tiếc tiếc thì giữ lại để trồng. Là anh chị sưu tầm theo vùng miền này, quế tháng 8 của con tâm này. Đó, cái chậu thì nó đã sống hết rồi. Cây rễ nó mọc um tùm rồi anh chị. Con chị mua về chỉ việc treo lên và tưới và chạy hoa thôi. Cũng không phải là trồng và chăm sóc nhiều, cái dòng này nó dở trồng nữa. Phần số 1 220.000. Phần số 2 bên này bán với giá 80.000 anh chị. Còn một ngọn này, hai ngọn này, ba bốn ngọn thế này. Với giá 80.000 kỳ cuối tháng 8. Tháng 8 của con tùm. Tiếp đó là cái nghinh xuân. Này, cái nghinh xuân hay gọi là đai trâu đó anh chị. Con này gồm có một cây này, hai ngọn này, ba ngọn này, dòng bộ lá dày cứng đó chị, là xếp. Phần này bên em bán cái dáng 130.000 nghìn xuân. Tiếp đó là cái dáng thu, của dáng thu thì hôm qua bên em bán 90.000, hôm nay sẽ giảm xuống 80.000 anh chị. Thì cái này thì bên em ghép vô cái khúc gỗ khá là chắc chắn. Này cũng có móc sẵn rồi, tôi chỉ mua về ghép chơi thôi, tưới tắm và chăm sóc thôi. Tấm là kia hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn bên em bán 120.000. Cái chậu này hôm qua bên em cũng đăng lên rồi anh chị. Hôm nay sẽ giảm giá xuống còn 120.000 thôi. Hoàng thảo xoắn. Đây hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn phần số bên em bán 120.000. Tức là cái hoàng thảo voi này, cái dòng này hoa cực kỳ thơm luôn. Và cái dây này bên em cũng ghép vào cái khúc gỗ vú sữa, thành ra cũng khá là bền đấy anh chị. Thì dòng này hoa thân tơ nhiều này, 1 này, 2 này, 3 này. Cái này để bung hoa mỗi lần, bên em trồng cũng 5-6 năm rồi anh chị. Mỗi lần bung hoa thì nó thơm rực rỡ, thơm và nó đẹp rực rỡ luôn ạ. Thân hoa rất là nhiều luôn. Phần này bên em bán với giá là 150.000. Cái hoàng thảo voi và cái hoàng yến là 50.000. Đây con chị sưu tầm anh chị, bên em cũng ghép vào gỗ và nó là sống hết rồi. 50.000 hoàng yến chị. Cái kinh kích cỡ thế này. Thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng có một số các loại phong lan của khu vực rừng con tâm, cũng xin giới thiệu đến anh chị, cũng rất mong con chị quan tâm ủng hộ. Bên em cảm ơn con chị rất nhiều ạ.